Nếu ngàn lời cũng không ngăn được, bàn chân bước đi không bao trước, nâng đôi đầu cháy đôi chân trần, đò đây xác thân trần ân hận. Mỗi ngày chỉ cần một bữa ăn, có những chúng sinh đời dâm băng, góp nhặt từng mảnh da dứt đây. Sân chân si cũng không hám danh lời, mặc kệ người đời dần bước tới, không an than cũng không mang hận thù. Ha ha ha, người đời không thể ngăn được ý chí, có chân chỉ là lời chân chi đi sát thương. Từng đêm u tối một mình đơn côi, bóng ai đó ngồi mặt sương rơi lạnh buốt môi, là do